Đến mang bao điều tươi mới, và ngày Tết đối với đất nước Việt Nam bao giờ cũng mang những sắc thái phong vị riêng. Tết là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Mỗi khi Tết đến xuân về, hẳn trong lòng mỗi người con đất Việt đều xuống sang hướng về quê hương, tổ tiên, gia đình. Cũng trong dịp Tết Nguyên Đán, nhiều hoạt động văn hóa tinh thần được diễn ra vô cùng phong phú, cùng với nhiều nghi lễ linh thiêng. Tục lễ Tết những ngày đầu năm mới là một nét đẹp rất riêng của dân tộc Việt Nam. Các hoạt động thể hiện lòng tôn kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên, cũng như lòng mong ước có một năm mới an khang, nhiều may mắn và cuộc sống của mọi người trong gia đình được tốt đẹp. Và ngày Tết, đối với người dân Việt Nam xưa nay, vẫn còn lưu giữ những phong tục, tín ngưỡng mang đậm nét văn hóa dân tộc, vừa sâu sắc lại vừa độc đáo, phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người và thiên nhiên đất trời. Tất cả những điều đó được Phó Giáo sư Lê Trung Vũ chọn lọc và biên soạn trong quyển sách Tết Cổ truyền Người Việt, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, phát hành năm 1996. Với 254 trang, quyển sách được trình bày thành 3 phần và phụ lục. Sách giúp người đọc có thể hình dung được khung cảnh, những nét văn hóa đặc trưng riêng của Tết làng quê với Tết thị thành, những điều đặc biệt ít ai biết đến như lễ nghi của Tết trong cung đình qua các triều đại Trần, Hậu Lê, Nguyễn. Câu hát quen thuộc, thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ, cây niêu tràn pháo, bánh chưng xanh, gói ghém đủ một hình ảnh, một khung cảnh tiêu biểu với chuẩn mực tối thiểu về cái Tết phải có ở làng quê xưa. Rồi nào là các tục như chợ Tết, tục trồng niêu, đón giao thừa, sông đất, khai bút cũng được tác giả dày công sưu tầm, biên soạn để giới thiệu đến chúng ta. Chương tiếp theo của quyển sách sẽ giúp chúng ta hiểu một cách rõ nét hơn cách đón Tết, ăn Tết của thị thành ở Hà Nội, xứ Huế và Sài Gòn với những nét văn hóa điển hình thú vị. Đọc quyển sách từ trang 347 đến trang 355, chúng ta cũng biết được từ khi có Hồ Chí Minh làm chủ tịch, nước ta lại có thêm hai phong tục thú vị vào ngày Tết, đó là chúc Tết, đọc thơ đêm giao thừa và trồng cây ngày Tết. Thưa quý vị, và cho đến hôm nay, thực hiện theo lời dạy của Bác, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân, thì tục chơi hoa kiển đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của ngày Tết Việt Nam. Theo quan niệm ông cha ta ngày xưa, hoa là linh hồn, hoa là cảnh sắc thiên nhiên, trang điểm cho đời. Nếu thiếu hoa thì còn gì là ngày Tết nữa. Vì vậy, chưng hoa kiển ngày Tết là một nhu cầu làm đẹp của dân tộc ta, có truyền thống từ ngàn xưa. Hơn nữa, nó còn mang đậm nhiều ý nghĩa. Miền Nam chơi hoa mai, miền Bắc chơi hoa đào vào dịp Tết Nguyên Đán. Vào dịp Tết, trên bàn thờ gia tiên cắm những bông vạn thọ, trường xanh với sắc hoa vàng rực đã nói lên được điều ước mong của mọi người là năm mới khỏe mạnh và trường thọ. Chưng cây hoa đào, hoa mai với sắc đỏ thắm của đào và những cánh mai vàng rực là những ước mơ hy vọng về sự đổi mới của mọi người, của gia đình, của tổ quốc, thể hiện phong cách lạc quan, tự tin. Và chúng tôi đang có mặt tại làng hoa Sa Đéc, làng hoa lớn nhất Nam Bộ, được mệnh danh là Đà Lạt của miền Tây. Những ngày này nơi đây muôn hoa khoe sắc, rộn ràng đón xuân. Để có được những chậu hoa đẹp, người dân nơi đây phải trồng và chăm sóc rất kỳ công với những quy trình, kỹ thuật chăm sóc đặc biệt. Hầu như khi đến với làng hoa Sa Đéc, ai cũng chọn cho mình một vài loại hoa yêu thích, đem về trang trí nhà cửa, tăng thêm sắc thắm, tô điểm cho ngày xuân ở mỗi nhà, mỗi gia đình. Và nhiều người thường đắn đo nên chọn loại hoa nào, loại cây nào cho phù hợp, chăm sóc như thế nào đối với từng loại hoa. Đừng lo, đã có kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh tại nhà, đồng hành cùng bạn. Quyển sách do Trần Thị Thanh Liêm và Trương Ngọc Quỳnh biên soạn. Với tiêu chí ngắn gọn, cụ thể, dễ thực hiện, quyển sách trình bày rất chi tiết trong 2 chương với 3 bí quyết chăm sóc hoa tại nhà, 5 điều cần biết khi trồng cây cảnh và kỹ thuật chăm sóc 50 loại cây cảnh thường trồng trong gia đình.
Cái hay của quyển sách nằm ở chỗ nắm bắt được tâm lý người đọc, trình bày nội dung đúng trọng tâm. Người đọc chỉ cần đọc quyển sách là có thể biết được đặc điểm từng loại và kỹ thuật trồng phù hợp, rất thuận tiện, dễ thực hiện. Thú vị biết bao khi lộc xuân tràn ngập trong từng mái nhà, mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn để đón chào năm mới, an lành, hạnh phúc. Đừng bỏ qua hai tác phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu các bạn nhé. Trong không khí rộn rã mừng xuân, Thư viện tỉnh Đồng Tháp cũng rực rỡ sắc hoa, tạo không gian xanh, đẹp, trưng bày, triển lãm các loại sách, báo xuân 63 tỉnh thành, cùng với nhiều tài liệu và hoạt động đọc sách, sẵn sàng phục vụ bạn đọc vui xuân đón Tết. Hãy đến để trải nghiệm với không gian văn hóa tươi đẹp, cùng tham quan, thưởng lãm, đọc sách và lưu lại những bức ảnh đẹp với gia đình và bạn bè nhân dịp đầu năm mới các bạn nhé. Kính chúc tất cả các bạn năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, tiếng mây vàng liền đầu hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng một cháu sang năm lại đón Tết sau. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sau đường như lộc hơn Tết nay. Tết đến làm thù cùng ở bên đất hồng, và ngày bánh chưng xanh chờ xuân đang xa.